Hello xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình hôm nay Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tạo ra một chiếc ảnh thum nai đẹp và vừa mắt mọi người nhé mọi người nhé Và cái ảnh này là cái người ta gọi là cái ảnh đại diện của cái video trên YouTube đấy Rồi ok đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình cái một cái tấm hình trắng như này Có tỷ lệ là 16 9 nhé mọi người nhé Và những cái logo như của mình Chẳng hạn như mình cái logo 3G, 4G này và logo 5G này nhé. Rồi ok. Và chúng ta sẽ vào cái phần uh, BigNap. Và trên điện thoại. Đây các bạn tải cái phần mềm BigNap này về cho mình nhé. Cái phần mềm này thì thường thường nó sẽ bắt các bạn là uh, mua bản quyền đấy các bạn. Mua bản quyền hàng tháng là bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà mình có một cách này rất chi là hay. Free muốn hướng dẫn cho mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng. Chúng ta chọn cái đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái phông ảnh trắng nhé mọi người nhé đây. Rồi, đây là cái khung hình 16 9. Thì tiếp theo các bạn chỉ cần thêm cái ảnh chúng ta tải sẵn logo ở trên mạng về nhé mọi người nhé Đây, thêm ảnh. Đây mình ví dụ như mình thêm cái ảnh 5G này, thêm. Rồi, ok đây mình ví dụ đơn giản một cái ảnh thumbnail đơn giản cho mọi người dễ hiểu nhé và mình tin chắc là mọi người xem xong cái video này thì ai cũng có thể làm cái ảnh thumbnail ảnh đại diện video YouTube đơn giản đấy thì bắt đầu chúng ta sẽ viết chữ ở trên đây chẳng hạn đây chúng ta sẽ chọn một cái phần chữ rồi ví dụ như mình viết là alo alo ok về và chúng ta sẽ chọn cái phông chữ nhé mọi người nhé thì thông cái phông chữ ở đây rất nhiều phông ví dụ mình chọn cái phông này chẳng hạn này và đường nét để cho chúng ta nhìn cái chữ này nó rõ hơn đây ví dụ mình chuyển như này đúng không rồi và chúng ta sẽ vào cái chữ màu sắc này màu sắc này là mình chọn cái màu sắc của chữ nhé ví dụ mình chọn màu xanh này ok và cái đường nét này là cái đường nét ở bên rìa bên ngoài cái chữ này rồi mình cũng chọn cái màu vàng này chẳng hạn, màu khác thì cho các bạn xem. Đấy đúng không ạ? Đấy. Và tiếp theo nữa các bạn đơn giản thôi, ví dụ như những cái chữ khác như vậy. Đây mình thử chữ cho các bạn xem nhé. Đường nét này. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ các bạn di chuyển nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ có cái cần như là cái đường chỉ này căn chỉnh cho các bạn. Để cho các bạn làm sao đặt cho những cái ảnh chữ nó cân nhất có thể thì uh, hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là uh, qua loa như này thôi nhưng mà nó cũng rất chi là chi tiết thì các bạn đều có thể làm được nhé các bạn nhé Và chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế cái ảnh thu lai theo ý của chúng ta đấy ví dụ như này rồi thì uh, mình thiết kế cái ảnh bìa nó như này thôi và chúng ta sẽ ấn lưu lại như này đúng không lưu này thì hần là nó sẽ bắt mình tính phí này các bạn nhìn này 38.000 trong vòng 12 tháng nhé mọi người nhé à đâu 38.000 tháng đây là 12 tháng tổng là 459.000 này các bạn này Ok thì chúng ta bây giờ dùng cái smartphone hoàn toàn có thể tạo ra cái chiếc ảnh như này miễn phí nhé mọi người nhé đây và các bạn chỉ cần thiết kế ảnh xong như này các bạn sẽ chụp lại màn hình như này cho mình Ok rồi mình sẽ vào cái phần bộ sưu tập này đây cái anh vừa mình thiết kế đây đúng không mọi người. Và ở trong cái điện thoại trong cái bộ sưu tập này nó có sẵn cái cắt ảnh cho mọi người. Đấy, mình sẽ cắt theo tỷ lệ của mình. Đấy 169 đó mọi người nhé và lưu lại. Rồi ok. Vậy là chúng ta đã thiết kế xong một cái ảnh. Đây mình xóa cái ảnh cũ đi. Rồi, đấy, thì mình đã thiết kế xong một cái ảnh uh, Thumbnail đại diện cho video trên Youtube, đúng không mọi người? Rất chi là đơn giản thôi. Đấy, thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người cách làm ảnh đại diện, làm hình Thumbnail cho video trên Youtube. Mọi người thấy video chia sẻ của mình hay và ích thì cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Và chia sẻ video này để cho mọi người cùng biết cách làm, đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo.